Thế nào, Audio xin kính chào tất cả quý khách hàng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý khách hàng đôi loa Din Audio Emit M30, một trong đôi loa cột Hi-Fi rất đáng để lựa chọn trong tầm giá. Đôi loa này có giá thành là 44.600.000 đồng và nó thuộc phân khúc là tức là có thể tiếp cận được với đa số những người mới bắt đầu đến với audio, là phân khúc Emit của hãng. Đôi loa này có một cái chiều cao là 96 cm, một cái kích thước có thể gọi là không quá lớn. Và đôi loa này được hoàn thiện với màu đen, được sơn phủ dạng là sơn mài sa tanh. Các cái đường biên này được làm rất là khít. Mình cảm thấy là cái chất lượng gia công này là có thể gọi là tốt. Về phần củ loa thì đôi loa này là đôi loa sử dụng 3 củ loa với loa chép đom lụa đặc trưng của Din sản xuất. Tất cả các củ loa đều do Din sản xuất, và từ các cái khâu như là thùng loa cho tới phân tần, tất cả đều được Din Audio sản xuất tại Đan Mạch. Đây là những cái loa mixbass sử dụng cái công nghệ màng loa là MSP, với cái đường kính của mỗi cái củ loa này là 17 cm. Và cái đặc trưng của những cái củ loa của Din Audio là nó có thể tái tạo được cái giải trầm rất là tốt và cực kỳ hiệu quả khi sử dụng với những cái âm ly bán dẫn có công suất lớn. Và tất cả những cái củ loa này đều được bắt vào những cái phần mặt đằng trước như thế này, cực kỳ chắc chắn. Kể cả khi chúng ta bật âm lượng lớn thì phần củ loa hoạt động rất là ổn định. Đến với thông số kỹ thuật thì đôi loa này có độ nhạy là 86 dB, như nhiều đôi loa khác của Din Audio. Nó rất là yêu công suất, và với trở kháng 4 ohm chúng ta càng cần phải đảm bảo cho nó một cái công suất đủ tốt thì để khai thác được cái tiếng trầm cũng như là cái âm thanh tốt nhất từ đôi loa Din Audio. Giải tần xuống được là 40Hz và giải cao lên tới 23.000Hz. Trọng lượng là 18kg một cái. Và đôi loa này được sản xuất tại Đan Mạch. Chúng ta sẽ xem phía đằng sau. Ở phía đằng sau chúng ta có thể thấy đây là một đôi loa được thiết kế thùng hở với lỗ thoát hơi, có đường kính lớn và được đặt ở phía sau. Chúng ta sẽ tận dụng điều này để làm tăng tiếng trầm. Nhưng mà chúng ta cũng nên để ý là không nên để cái đôi loa này quá gần tường sau. Nên để ở khoảng cách theo mình là khoảng 60 cm, hoặc cũng có thể hơn, tùy theo cái giải trầm của căn phòng của quý vị các bạn tái tạo. Chúng ta sẽ có cái sự bố trí loa với phía tường sau sao cho hợp lý. Còn đây là cái phần xuất xứ. Hãng ghi rất rõ là Mỹ, Đan Mạch. Thì Din Audio là một trong cái hãng loa rất là nổi tiếng trên thế giới, là hãng loa luôn là sản xuất tại chính quốc. Gần như 100% tất cả các sản phẩm loa của Din Audio đều được sản xuất tại Đan Mạch. Kể cả là những cái dòng sản phẩm tầm phổ thông cho đến tầm trung và tầm cao, tất cả đều được sản xuất tại Đan Mạch. Như vậy là hoàn toàn thể tin tưởng về chất lượng cũng như là âm thanh của Din Audio. Thì chúng ta sẽ đến với phối ghép. Với loa Din Audio chúng ta thể ghép với rất nhiều các thương hiệu khác nhau. Chúng ta thể ghép với Đờ Nông Marang, chúng ta thể ghép với Pioneer. Trong đó có một những cái combo mà chúng tôi khuyến cáo, đó là sử dụng đồ đánh của Rotel. Tôi ghép thử và thấy nó cũng rất là hợp. Và quý vị các bạn cũng có thể trải nghiệm những cái phối ghép khác để tùy biến lại âm thanh theo cái ý của mình. Ở đây chúng tôi sử dụng âm ly tích hợp là Rotel RA1572, có công suất là 120W ở mức chiều kháng 8 ohm. Và chắc chắn là nó sẽ kéo rất là tốt đôi loa này. Và sử dụng cùng là đầu đĩa LCD 1572. Nó đi theo bộ rồi. Rất là đẹp và sẽ đem đến chất lượng âm thanh tốt. Đây cũng là một cái phối ghép mà chúng tôi khuyến cáo quý vị và các bạn nên lưu tâm để ý tới. Chúng ta sẽ nghe thử. Thank you.
Trung trầm rất là tốt và cái giải cao nghe cũng rất là chi tiết mà không hề tạo cảm giác chói gắt. Đây là một đôi loa có thể gọi là đôi loa hi-fi rất tiêu biểu trong tầm giá, được sản xuất tại Trung Quốc, cho âm thanh rất là cân đối, từ giải trầm cho tới giải cao đều mình nghĩ như vậy là rất là tốt trong tầm giá. Và với cái mức giá là 44.600.000 tại Thiên Hà Audio, đây thực sự là một sự lựa chọn rất là đáng lưu tâm đối với những người yêu đôi loa Din Audio mà muốn bước chân vào thế giới âm thanh hi-fi, và với một cái mức giá hợp lý đối với nhiều người. Đôi loa này hiện có bán tại Thiên Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội. Kính mời quý khách hàng qua tận nơi showroom để có thể trải nghiệm những đôi loa ở đây cũng như nhận được những cái sự tư vấn tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.